Xin kính chào quý bà con. Trong video hôm nay, Tiên Gia Đình xin giới thiệu đến quý bà con ba giống dừa dễ trồng, dễ chăm sóc, năng suất khá là cao và được quý bà con ưa chuộng hiện nay, đó là cây dừa sim dứa nha bà con. Tiếp theo đó là cây dừa đỏ Mã Lai và sau cùng đó là cây dừa sim lùng nha bà con. Để mình quay chi tiết từng cây dừa cho bà con xem. Đây là cây dừa dứa nha bà con. Lá xanh tốt lắm luôn nha bà con. Thì thời gian cho trái của cây dừa dứa này là từ khoảng 2 năm đến 2 năm rưỡi trồng nha. Và đặc điểm nổi bật của nó là nước dừa dứa nó thơm mùi lá dứa nha bà con. Đây. Và tiếp theo đó là cây dừa đỏ Mã Lai nha. Thì dừa đỏ Mã Lai nó có hai loại, đó là dừa Mã Lai đích bầu và dừa Mã Lai đích chung nha bà con. Thì thời gian cho trái của nó từ khoảng 2 năm đến 2 năm rưỡi trồng nha. Và đặc điểm nổi bật của cây dừa Mã Lai này á, thì cây trái nó có màu nâu đỏ nha bà con. Và tiếp theo đó là cây dừa sim lùng. Đây, để quay cận cảnh cho bà con xem. Cái lá nó rất là tươi tốt luôn nha bà con. Cây thì lại chắc chắn nha. Đây, để quay cho bà con nha. Cây này cũng vậy, cũng chắc chắn lắm luôn á. Thì thời gian cho trái của cây dừa sim lùng này từ khoảng 2 năm đến 2 năm rưỡi trồng nha. Và đặc điểm của nó, trái nó là màu xanh nha bà con. Và để biết thêm chi tiết về giá cũng như là cách trồng của ba giống cây dừa này á, thì bà con hãy gọi về số điện thoại là 0343434651 để được tư vấn nha bà con. Hoặc là bà con kết bạn Zalo với số đó luôn á, để Tiên có thể tiện gửi hình ảnh và video mà cái giống cây bà con đang quan tâm á, để cho bà con xem một cách cụ thể nhất để nha. Cảm ơn bà con đã theo dõi. Xin chào bà con.